Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Sự Cõi Cần Ăn. Và xin chúc mừng năm mới, chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Cho video đầu tiên của năm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một chiếc bánh đỏ thật là rực rỡ để mà cho cả năm chúng ta cùng may mắn nha. Chiếc bánh này sẽ được bao bọc bên ngoài bởi một lớp bánh bông lan và bên trong thì sẽ là một lớp thạch dâu và hai lớp mousse nữa. Thì đây mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần bánh bông lan trước. Cái lý do hôm nay mình muốn làm cái bánh dâu này là bởi vì mùa dâu đang rực rỡ như thế này ấy. Hôm trước mình mua cái dâu này ở Big C mọi người ạ. Đây là dâu Đà Lạt giống Nhật ấy. Nó chỉ còn 80.000 cho 4 lạng lận ấy. Và nhìn từ bên ngoài thì nó giống y xỉ như là cái dâu Hàn Quốc mà hôm trước mình vừa mua luôn. Ăn nó thì vị nó không, tất nhiên là không ngon được bằng rồi. Kiểu vị nó hơi bị nhạt và nó chua khủng khiếp luôn ấy, so với cả cái dâu Hàn Quốc kia. Còn mà nếu mà để làm bánh thì cái vị chua nó sẽ rất là phù hợp nha. Cho chiếc bánh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cho thêm một chút thực phẩm màu đỏ vào để mà cho chiếc bánh nó thêm rực rỡ, cũng như là cái màu dâu ấy nó sẽ được tôn lên rất là nhiều nếu mà cái bánh bên ngoài cũng đỏ á. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đánh bông lòng trắng trứng cho đến khi đạt được trạng thái bông cứng nha. Phần đường thì mình sẽ chia nó ra làm 3 lần và sau đó thì cho từ từ vào. Cho cái phần lòng trắng trứng này thì mình cũng muốn cho nó thêm một chút màu đỏ, bởi vì hôm nay thì mình muốn một cái bánh nó màu đỏ rực rỡ ấy. Thế nên phần lòng trắng trứng thì mình cũng cho thêm một chút màu đỏ. Nếu không thì tí nữa khi mà chúng ta trộn lòng trắng trứng với cả hỗn hợp ban đầu thì nó sẽ làm cho cái bánh của chúng ta có một chút màu hồng ấy, thay vì màu đỏ như thế này. Lòng trắng trứng sau khi trộn xong thì mình sẽ cho 1/3 vô hỗn hợp ban đầu và trộn đều. Cuối cùng thì mình sẽ đổ hỗn hợp lòng đỏ vô hỗn hợp lòng trắng trứng lúc đầu và sau đó thì chúng ta cứ phô nhẹ nhàng cho đến khi hòa quyện thôi. Ở bước này thì bởi vì lòng trắng trứng của chúng ta đang quá là cứng ấy, thế nên nếu mọi người phô bằng cái spatula thì nó sẽ không hòa quyện đâu. Chúng ta sẽ phải chuyển qua một cái phới lồng và phô nhẹ nhàng như thế này thì hỗn hợp nó mới hòa quyện nha. Cho công thức ngày hôm nay thì nó sẽ không phải là một công thức không dùng đến lò mà chúng ta sẽ cần dùng đến lò nữa nha. Bởi vì hôm nay thì mình muốn nướng nó trong một cái khuôn nó dài như thế này này, thì nữa thì chúng ta tạo hình nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Tất nhiên là mọi người vẫn có thể đổ nó vô một cái chảo và sau đó thì nướng không lò cũng được. Bánh sau khi mà đã chín thì mình sẽ thả nó rơi một vài lần để mà cho những cái hơi nóng nó thoát ra, bánh của chúng ta sẽ bớt xẹp hơn. Mặt bánh lúc này thì đã khô hoàn toàn và mình sẽ để nó trên một cái giá cho đến khi cái bánh của mình nó nguội hơn. Và đây là lý do hôm nay chúng ta phải dùng một cái khuôn nó dài như thế này, bởi vì mình sẽ định làm một cái bánh nó bao quanh cả cái khuôn tròn đấy, thế nên chúng ta sẽ cần cho cái bánh của chúng ta nó dài một chút như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái khuôn đó và cắt cái bánh theo một cái đường dọc cho đến khi ra được một cái dải bánh như thế này. Khi mà xếp bánh vào khuôn thì mọi người hãy cho cái mặt nào mà nhìn nó mịn hơn cũng như là cái màu đỏ nó tươi hơn thì mọi người hãy xếp nó ở bên ngoài. Đối với phần còn thiếu thì chúng ta sẽ cắt nó ra từ cái dải còn lại thừa. Cho cái bánh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm ra được hai cái khuôn, một là khuôn 12cm và một cái là khuôn 10cm nha. Phần bánh còn thừa thì nó sẽ hơi vụn một chút, cơ mà chúng ta sẽ dùng để mà lót cho cái phần đáy ở dưới. Cái khuôn của mình lúc này thì đã được bọc một lớp màng thực phẩm ở dưới để mà cho cái phần mousse của chúng ta nó không bị chảy ra. Nhìn nó sẽ như thế này này. Tiếp đến thì để mà cho cái bánh nó đủ ẩm cũng như là tăng thêm hương vị thì mình sẽ pha một chút nước cherry với cả nước và đường. Cái này thì sẽ là một cái hỗn hợp nước syrup để mà chúng ta phết lên bánh ấy. Bước này thì sẽ vừa giúp cho cái lớp bánh của chúng ta nó vẫn ẩm được khi mà chúng ta để nó ở ngoài. Vì cái bánh này thì nó sẽ được tiếp xúc trực tiếp với cả không khí, không có một lớp kem nào bao bọc bên ngoài ấy. Thế nên chúng ta sẽ cần phải cho thêm một lớp syrup như thế này để mà cấp đủ ẩm cho bánh. Điều này sẽ giúp cho bánh về sau kể cả có để ở bên ngoài thì nó cũng sẽ không bị khô. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua làm phần thạch dâu nha. Đối với phần dâu lúc đầu thì mình sẽ chọn ra những cái quả nhìn nó xấu, kiểu nó không tròn tròn lắm và màu nó hơi nhạt nhạt. Và những quả đẹp thì mình sẽ giữ lại để mà trang trí cho bước cuối cùng nha. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới mà, thế nên hôm nay chúng ta sẽ chơi lớn và làm một trong những cái công thức của cái quyển sách này. Đây là một quyển sách mình mua ở bên Nhật ấy và mình thực sự là không dùng nó quá nhiều bởi vì nó khá là khó và khá là phức tạp. Cơ mà công thức nào dùng ra thì cũng ngon khủng khiếp luôn, đặc biệt là với công thức ngày hôm nay này. Chúng ta sẽ kết hợp vị dâu với cả vị rượu vang trắng á. Nghe nó lạ không cơ chứ? Cái vị rượu vang trắng thì nó sẽ ra được một cái hương chát chát cũng như là một cái vị đắng đắng kết hợp với cả cái vị chua cũng như vị ngọt tự nhiên của dâu thì nó sẽ rất là hợp luôn ấy. Kiểu lúc đầu nghe thì không liên quan gì cơ mà mình ăn cái bánh này và mình đã thật sự rất là ngạc nhiên luôn ấy. Trong 3 tầng lớp bánh ngày hôm nay thì cái lớp này sẽ là lớp đặc vị dâu nhất bởi vì nó chỉ là dâu tây xay nhuyễn trộn với cả bột gelatin để mà làm đông thôi. Thế nên hương vị dâu chủ yếu nó sẽ rất là thanh mát và nó sẽ chua chua và làm cho cái bánh của chúng ta nó vô cùng ngon luôn đó. Cuối cùng thì mình sẽ đổ nó vô cái hỗn hợp lúc đầu của mình như thế này bởi vì đã bọc cái lớp màng thực phẩm ở dưới ấy, thế nên chúng ta có đổ vô thì cũng không sợ nó bị trào ra. Cuối cùng thì cho nó vô tủ đông 30 phút cho đến khi cái lớp thạch này nó cứng lại và tranh thủ cho lúc đó thì chúng ta sẽ đi làm qua phần mousse dâu nha.
cái mousse này thì sẽ là sự hòa quyện giữa cái nước cherry cũng như là cái vị dâu tự nhiên, thế nên nó sẽ có một cái vị chua chua và nó sẽ hơi béo ngậy nữa, bởi vì chúng ta sẽ cho thêm kem tươi vào mà. Khi mà mọi người làm mousse ấy, thì mọi người chỉ nên đánh bông kem tươi cho đến khi đạt được trạng thái nó bông mềm một chút, kiểu khi mà chúng ta vừa mới xuất hiện phân tầm khoảng 50-60% như thế này thôi là chúng ta nên dừng lại nha. Cái lý do là bởi vì tí nữa thì chúng ta sẽ cho thêm phần dâu tây cũng như là phần nước cherry vào và chúng ta sẽ tiếp tục trộn ấy. Nếu chẳng may ở bước trước mà chúng ta trộn nó quá là bông cứng thì khi mà chúng ta trộn tiếp ở những bước như thế này thì nó sẽ có xảy ra khả năng là chúng ta sẽ bị tách nước khi mà kem bông tươi nó bị đánh bông quá mức ấy. Để mà tôn thêm cái vị chua chua của dâu thì mình sẽ cho thêm một chút sữa chua vào và cuối cùng thì hòa quyện. Hỗn hợp cuối cùng của mình thì nó khá là sánh và mịn như thế này nha. Lớp thạch dâu lúc trước thì lúc này đã hoàn toàn đông cứng lại và chúng ta sẽ nhẹ nhàng cho cái phần mousse dâu vào. Để mà cho ba cái lớp của chúng ta nhìn nó đẹp và đều nhất thì mọi người nên cân cái phần kem của mọi người lên nha. Hôm nay mình cân thì mỗi cái lớp của mình nó sẽ nặng tầm khoảng 120g cho cái bánh to và tầm khoảng 60g cho cái bánh bé nha. Sau khi mà phần kem đã được dàn đều thì chúng ta sẽ cho nó vô tủ đông 30 phút cho đến khi nó cứng lại. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm tâm điểm ngày hôm nay, đó sẽ là mousse vang trắng. Phần rượu vang này thì để mà kinh tế mọi người có thể chọn những loại vang rẻ như kiểu là vang Đà Lạt ấy. Hôm trước mình đi tham khảo giá có tầm 60 hay 70 nghìn một chai thôi, khá là kinh tế đó. Sau đó thì trong một cái nồi mình sẽ cho đường cũng như là nước chanh và khuấy đều, đun cái hỗn hợp này cho đến khi nó sôi hơn một chút. Trong khi mà chúng ta đun ý thì những cái hơi cồn có bên trong rượu nó cũng sẽ bốc hơi bớt và để lại cho chúng ta một cái hỗn hợp chỉ có mỗi vị của rượu vang thôi, rất là phù hợp cho những người không uống được rượu cơ mà thích ăn vị rượu như mình nhá. Phần lòng đỏ trứng sau khi mà trộn đều với cả một cái bát thì mình sẽ cho 1/4 cái hỗn hợp rượu vào và khuấy đều cho đến khi nó hòa quyện như thế này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vừa khuấy vừa đổ cái hỗn hợp trứng vô cái hỗn hợp rượu lúc đầu và cứ tiếp tục khuấy thôi. Cái bước khuấy này thì sẽ giúp cho không khí được vào bên trong cái hỗn hợp này và hỗn hợp của chúng ta sẽ bông nhẹ nhàng từ từ như thế này. Hỗn hợp cuối cùng thì nó cũng không đặc lắm đâu, chúng ta chỉ cần đun cho đến khi nó bắt đầu sôi và cảm giác như kiểu cái hơi rượu nó không còn nữa là chúng ta có thể bắc ra côi. Tranh thủ khi hỗn hợp vẫn còn nóng thì mình sẽ cho phần gelatin đã ngâm và nở trong nước vô và khuấy đều cho đến khi mọi thứ đều hòa quyện. Ở một cái ô khác thì mình sẽ đánh bông kem tươi và đường cho đến khi nó sang được trạng thái bông mềm. Phần kem sau khi mà tạo vân thì mình sẽ cho cái hỗn hợp lòng đỏ trứng cũng như là rượu vang lúc nãy vô. Hỗn hợp này thì lúc này đã hoàn toàn nguội nha và chúng ta cứ trộn đều cho đến khi mọi thứ đều hòa quyện là xong. Lúc này thì mọi người hãy ăn thử cái mousse này đi, vị nó thực sự rất là ngon luôn ấy. Cái vị rượu vang khi mà chúng ta kết hợp với cả chanh cũng như là kem tươi ấy, nó ra được một cái hương vị mà kiểu siêu lạ luôn ấy. Kiểu ai ăn cái bánh này cũng thấy bảo cái vị lạ nhở, ngon nhưng mà lạ thật sự luôn á. Và đúng ra theo cái bánh gốc ấy là cái lớp rượu vang này nó sẽ là cái lớp chính của cả cái bánh này, tức là cái lớp thạch dâu và cái lớp mousse dâu bên trong nó sẽ chiếm một phần rất là nhỏ thôi. Còn hôm nay thì mình đã thay đổi liều lượng một chút ấy, ăn nó thì vẫn được, cơ mà nếu như mọi người thích ấy thì mọi người hãy cho cái lớp rượu vang này nó nhiều hơn một chút thì cái vị bánh của chúng ta nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn á. Và tên đây là chiếc bánh của chúng ta sau 3 tiếng nghỉ ngơi. Giờ thì chúng ta sẽ trang trí nó với những trái dâu lên trên nha. Không uổng công lúc nãy đã để dành những cái trái dâu đẹp nhất và giờ thì chúng ta cứ xếp nó lên thôi. Nhìn những cái trái dâu nó nhỏ nhỏ xinh xinh và đều nhau ấy thì nó sẽ đẹp nhất nha. Kiểu cái màu đỏ của bánh với cả màu đỏ của dâu ấy nó tôn với nhau nhỉ. Và với chiếc bánh còn lại thì nếu như mọi người không đủ dâu thì mọi người có thể cắt dâu ra làm 2 hoặc 3 phần và sau đó thì trang trí như thế này, nhìn nó vẫn sẽ xinh lắm nha. Để mà cho phần dâu của mình nó thêm đẹp thì chúng ta sẽ phết thêm một lớp mạch nha hoặc là mật ong cũng được cho nhìn nó bóng bẩy xinh xắn như thế này. Phần đường mạch nha này thì mình đã quay nó trong lò vi sóng từ 10 đến 15 giây cho đến khi nó bắt đầu nóng hơn một chút và mềm ra thì chúng ta mới có thể phết nó lên được những quả dâu như thế này nha. Và cái lớp mạch nha nó sẽ đẹp hơn một chút so với cả mật ong ấy bởi vì cái độ bóng cũng như là cái độ dính của nó. Cuối cùng thì để cái bánh nó thêm điểm nhấn thì mình sẽ cho thêm một chút lá vàng như thế này thì nhìn từ xa ấy, nó sẽ có thêm một chút điểm nhấn và thêm một chút lá màu xanh linh tinh như thế này thì cái bánh của chúng ta nhìn nó sẽ không đơn điệu quá ha. Và như thế là chiếc bánh dâu ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bắt đầu năm mới bằng một chiếc bánh như thế này thật là quá là tuyệt vời luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ cắt bánh bên trong và khoe ba cái lớp bên trong nhìn nó đẹp như thế nào nha. Dù mình biết là mình tự làm ra, mình khen thì nó sẽ không có ý nghĩa cơ mà nhìn thật sự cái bánh hôm nay quá là xinh luôn ý. Xinh từ dâu cho đến ba cái lớp bánh nó đều kiểu đẹp đẹp và đều đều ấy. Nhìn khá là hay ha, sau có thêm một cái hiệu ứng chuyển màu từ màu đậm sau đến khi màu nhạt 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 dần dần ấy. Xinh quá. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây và cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng vừa rồi nha.
Trong năm nay thì mình sẽ cố gắng để mà ra được thêm nhiều video xịn hơn, bánh ngon hơn, đẹp hơn và cho mọi người thêm nhiều video bổ ích hơn để mà xứng đáng với cái tên Nam có ích nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng vừa qua. Và hy vọng là năm nay sẽ được nút bạc. Trời ơi, năm ngoái cũng đặt mục tiêu nút bạc ấy, xong rồi năm nay mãi chẳng được. Năm nay chúng ta sẽ cố gắng đạt được nút bạc nha. Cố lên nào. À, nếu như mọi người thích video này thì ấn like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận một cái gì đó bên dưới cho mình biết nha. Giờ thì bye bye.